Chào tất cả mọi người. Giờ mình sẽ ra mình đi hái một chút cái này cho mọi người xem. Một cây hoa rất là to. Bông hoa của nó rất là to luôn. Đưa đấy, để cứ ra đây. Đây là bông hoa mình đã hái được. Bông hoa rất là to. Bông hoa này là hoa, bông hoa trinh nữ hoàng cung. Cây nó là cây trinh nữ hoàng cung. Một cái bông hoa của nó đây. Đây là bông hoa. Có rất nhiều nhánh như này. Và cái hoa của nó ở phía trên đây màu trắng. Và mình sẽ quay chi tiết cái bông hoa này cho mọi người xem. Đây là cái bông hoa đấy này. Cây của nó đây. Đây là bông hoa. Đấy. Bông hoa màu trắng. Nó tua 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 này và nó lên cái màu trắng ở phía trên này. Cái lá của nó là dài màu xanh. Lá của nó dài. Đi vào không ạ? Đây này. Đây là một bông giống lúc nãy này. Cái cây của nó đây. Đấy là cái cây của nó. Mình sẽ cho mọi người xem cái phần lá của nó đây. Phần lá của nó dài. Lá dài xanh mướt. Lá dài và xanh mướt như này. Đây là cái phần bông hoa. Bông hoa màu trắng. Đây là nó bị tàn rồi nhá. Nó bị tàn cái bông. Mình sẽ cắt nó đi. Mình sẽ bẻ nó đi. Đấy, mình đã bẻ được. À, nó ra đây. Rồi, mình sẽ cho mọi người xem cái bông hoa này. Đây là cái bông hoa. Nhìn chưa? Cái cuống bông hoa rất là dài. Cái phần bông đây. Bông này. Mình sẽ bẻ nó ra nha. Cái da mình phơi cho mọi người. Cái này là dùng để nấu nước uống. Nó là một loại thuốc đấy. Phơi khô nó lên để nấu nước uống nha. Hãy bẻ ra, phơi khô lên đi. Đấy. Bẻ ra này. Rồi. Thì mình sẽ mang nó đi phơi. Phơi. Phơi ở đây cho nó được khô nhé. Phơi khô nó lên nhé mọi người. Đấy. Đấy, khô là mọi người sẽ đem sắc nước uống. Đấy. Thế mình sẽ chờ cho nó khô và mình sẽ đem vào và mình sắc nước uống nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Chào tạm biệt.